Chiều ngày 9 tháng 3, họa sĩ Akira Ito xuất hiện giản dị trong buổi giao lưu thân mật với các độc giả ở thành phố Hồ Chí Minh tại phường Nam Book City, Saigon Center. Ông đã chia sẻ về ý tưởng và cảm nghĩ khi sáng tác câu chuyện lấy cảm hứng từ các địa danh tại Việt Nam. Đây là buổi giao lưu giới thiệu về dự án mới là Dragon Unhatched. Buổi giao lưu diễn ra sôi động, cuồng nhiệt, hòa cùng niềm phấn khích của fan hâm mộ bộ truyện. Họa sĩ Akira Ito cũng trình làng các vật phẩm, sưu tầm nhân vật như móc khóa, sticker, huy hiệu, túi Lowe's và bút bi. Tác giả Akira Ito là một họa sĩ nổi danh trong làng truyện tranh Nhật Bản, được biết đến rộng rãi qua các siêu phẩm như Yu-Gi-Oh! Cashfly, Vanguard. Những tác phẩm của ông gây tiếng vang không chỉ tại Việt Nam mà còn ở các thị trường châu Á và Bắc Mỹ. Tác phẩm Dragon Unhatched là một dự án do ông và công ty West Holding Nhật Bản đồng phát triển, được dựng theo phong cách giả tưởng. Nhiều nhân vật Việt được xây dựng cũng như bối cảnh cốt truyện được lấy cảm hứng từ những địa danh nổi tiếng của Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, diễn biến nội dung của tác phẩm do tác giả cùng chính các bạn độc giả Việt Nam chung tay xây dựng đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng fan.